Sau 7 năm đệ trình, nghiên cứu, lập hồ sơ, năm 2003, UNESCO đã công nhận Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là di sản thiên nhiên thế giới với giá trị ngoại hạng về địa chất và địa mạo. Đến ngày 3 tháng 7 năm 2015, Phong Nha - Kẻ Bàng một lần nữa lại được vinh danh di sản thế giới với hai tiêu chí mới: hệ sinh thái và đa dạng sinh học. Trước đó, tháng 4 năm 2009, đoàn thám hiểm thuộc Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh đã phát hiện và công bố hang Sơn Đòn là hang động có kích thước lớn nhất thế giới. Có thể nói, Phong Nha - Kẻ Bàng như một bảo tàng địa chất khổng lồ có giá trị và mang ý nghĩa toàn cầu bởi cấu trúc địa lý phức tạp, chứa đựng lịch sử phát triển địa chất lâu dài từ 400 triệu năm trước của trái đất, trên 300 hang động, các dòng sông ngầm, hệ thống hang động lộng lẫy và hệ thống thực vật quý hiếm nằm trong sách đỏ, tạo một bức tranh tự nhiên kỳ vĩ, khoáng đạt bậc nhất thế giới. 70 năm sau ngày giành được độc lập, những nỗ lực của Việt Nam đang dần được khẳng định trên cơ sở giữ gìn và bảo tồn nguồn tài nguyên quý giá mà tự nhiên đã trao tặng. Phong Nha - Kẻ Bàng, vinh danh di sản thế giới lần 2.